Hello mọi người. Đối với một fan hip hop thực thụ thì hẳn là việc tham gia các show nhạc rap hay hip hop party đã trở thành một hoạt động không thể không kể đến. Và trong các sự kiện đó, bên việc tận hưởng âm nhạc và không khí của bữa tiệc thì có rất nhiều hoạt động để các khán giả cùng tương tác với nghệ sĩ trên sân khấu. Và Mosh Pit là một trong số đó. Vậy Mosh Pit là gì? Đó sẽ là điều được Vì Hip Hop giải đáp và chia sẻ trong video ngày hôm nay. Không dông dài thêm nữa, hãy cùng đến với nội dung chính thôi. Về phần định nghĩa, Mosh Pit dùng để mô tả một đám đông đứng gần sân khấu và cùng nhau xả năng lượng. Họ sẽ cùng làm điều đó bằng cách nhảy, dập đầu theo tiếng nhạc hay thậm chí là đấm, xô đẩy nhau và làm bất kỳ hành động mạnh tràn đầy năng lượng nào. Mosh Pit là từ ghép với từ mosh mang nghĩa nhảy một cách điên loạn theo nhạc, còn từ pit chỉ một cái hố hỗn loạn. Đó là thứ mà các nghệ sĩ có thể dễ dàng nhìn thấy khi đứng trên sân khấu mỗi khi diễn ra Mosh Pit. Điều này đã trở thành một nét riêng rất đặc trưng của các nhạc hội heavy metal, punk rock, vân vân. Về sau, nó dần lan rộng và bắt đầu xuất hiện tại các show, lễ hội của các dòng nhạc mạnh khác như alternative rock, EDM và hip hop. Ngoài ra, đặc trưng của một buổi tiệc hip hop là MCing. Chính vì thế, giờ đây Mosh Pit đã trở thành một điều để rapper hay MC Hype khuấy động không khí và tương tác cùng với khán giả. Thường thì sau khi có tín hiệu từ nghệ sĩ, các khán giả sẽ tạo thành một vòng tròn hay tách đám đông làm đôi. Sau đó, khi đến đoạn nhạc drop, họ sẽ bắt đầu lao vào nhau, đó gọi là Mosh Pit. Mosh Pit cũng được xem tương tự như slam dancing, kiểu nhảy mà các khán giả sẽ tự va chạm ngẫu nhiên vào nhau phía dưới khán đài. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hành động khác để khán giả hòa mình vào không khí của sân khấu, như là pogoing, tức nhảy lên và xuống theo nhịp, headbanging, dập đầu theo nhạc hay còn được gọi là bổ củi, vẫy tay hay vỗ tay theo nhịp. Còn đối với các nghệ sĩ, họ có thể thực hiện những stage diving, tức là nhảy từ sân khấu xuống phía khán giả, crowd surfing, tức là lượn bằng cách được khán giả nâng đỡ. Như đã đề cập ở trên, Mosh Pit có nguồn gốc từ nhạc rock, vậy chính xác thì nó đã xuất hiện từ khi nào? Vào những năm của thập niên 80, khi punk rock phát triển mạnh, hành động Mosh Pit của đám đông đã bắt đầu xuất hiện ở Washington DC, thủ đô của nước Mỹ. Nhưng lúc bấy giờ nó được gọi là mash, trích từ mash it up. Trong ngữ cảnh tại một bữa tiệc âm nhạc thì nó dùng để chỉ việc hòa mình vào âm nhạc. Thế nhưng sau đó nó bị đọc trại đi thành mosh và vô tình khớp với nghĩa của từ này trong tiếng Anh là nhảy một cách điên loạn. Giữa thập niên 80, ban nhạc thrash metal Anthrax đã lần đầu tiên đem khái niệm Mosh Pit hay moshing vào một bài nhạc mang tên Caught in a Mosh. Từ đó, nó đã không chỉ còn phổ biến trong cộng đồng những người yêu thích nhạc rock và metal mà lan tỏa đến các nhánh âm nhạc khác, trong đó thì hẳn là có hip hop. Beastie Boys chính là nhóm rap đầu tiên đã mang Mosh Pit vào các màn trình diễn của mình. Về sau, những hội nhóm đã biến Mosh Pit trở thành tạm gọi là văn hóa đi show của họ, ví dụ như Public Enemy, Wu-Tang Clan, Odd Future và A$AP Mob. Một số rapper được biết đến là có khả năng triệu hồi những màn Mosh Pit đầy máu lửa là Shaq West, Ski Mask The Slump God, Travis Scott, Lil Uzi Vert, vân vân. Tính đến thời điểm hiện tại thì rap scene Mỹ đã có rất nhiều màn Mosh Pit đỉnh cao. Sau đây là một số pha Mosh Pit rất ấn tượng mà bạn có thể tìm xem thử. Ví dụ như Kendrick Lamar khi biểu diễn bài MAD CITY tại Anh năm 2013. Hoặc XXXTentacion khi biểu diễn bài Look At Me tại Rolling Loud năm 2017. Màn Mosh Pit của Playboy Cardi ở Bỉ năm 2018. A$AP Rocky tại Smash Fest Thụy Điển năm 2019. Denzel Curry tại Wuha Festival Hà Lan năm 2018. Suicide Boys tại Ba Lan năm 2018. Ở Việt Nam cũng đã có những show hip hop có mosh pit, Việt Hip Hop and the Homies Party. Live show gần đây nhất của bọn mình chính là show đầu tiên của Việt Hip Hop có mosh pit, được cáp kèo bởi Kid Trunks, Anh Phan và đồng bọn. Trong rất nhiều cuộc mosh pit thì việc xảy ra tai nạn không phải là chưa từng có tiền lệ, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong như trong sự kiện Astro World của Travis Scott vừa qua. Thế nhưng sự thật là mosh pit đã trở thành một đặc trưng riêng khi đi show của rất nhiều dòng nhạc và văn hóa khác nhau. Vì yếu tố có phần bạo lực và nguy hiểm của nó mà khi tham gia mosh pit, các bạn cần chú ý quan sát xung quanh để phòng tránh những tai nạn ngoài ý muốn. Trong khi mosh pit, nếu phát hiện ai đó bị xô ngã thì hãy tìm cách kéo họ ra khỏi vòng tròn mosh pit. Còn trước khi tham gia, hãy tự bảo vệ tư trang cá nhân hoặc người yêu để phòng tránh mất mát. Hãy vui chơi có trách nhiệm. Những thông tin trên là toàn bộ những gì Việt Hip Hop muốn chia sẻ về khái niệm mosh pit. Hãy để lại bình luận nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mosh pit hoặc chia sẻ cảm nhận của bạn về nó. Nhưng nhớ là tranh luận một cách văn minh nha. Để thử trải nghiệm mosh pit thì bạn có thể tham gia các show được tổ chức trong thời gian tới của Việt Hip Hop. Nhưng nhớ, an toàn là trên hết nha. Đừng quên theo dõi bọn mình trên các nền tảng mạng xã hội khác và cũng đừng quên subscribe để ủng hộ bọn mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.